Một chậu rửa chén một hố rộng rãi chính là chìa khóa để quý khách làm chủ căn bếp. Và Kruger KWU8161FSS86 chính là sản phẩm hoàn hảo với không gian lớn, tiện dụng, giúp mọi công việc rửa trở nên thoải mái và hiệu quả. Màu bạc sang trọng với thiết kế tối giản với cấu tạo một hố không có vách ngăn tối ưu hóa không gian sơ chế. Đồng thời việc làm sạch chậu bếp cũng trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn. Kích thước rộng rãi 860x455x220mm giúp thuận tiện khi thao tác với các vật dụng bếp lớn như nồi, chảo, cùng kích thước lòng chậu sâu, tăng dung tích hố, hạn chế bắn nước sẽ nâng tầm trải nghiệm của quý khách trong suốt quá trình nấu ăn. Sản phẩm được làm từ vật liệu Bosco 304, có độ dày 1mm một loại thép không gỉ, inox, với khả năng chống ăn mòn, độ bền, độ cứng tốt, giúp chậu bếp luôn giữ vẻ đẹp và sự bền bỉ suốt thời gian dài. Vì được sản xuất bởi tập đoàn Bosco, một công ty thép hàng đầu của Hàn Quốc, nên quý khách sẽ cảm nhận rõ sự khác biệt vượt trội so với những sản phẩm thông thường, đảm bảo đem lại hài lòng và tin tưởng tuyệt đối. Điểm thích nhất ở sản phẩm này chính là cấu trúc bề mặt linen thế hệ mới. Cấu trúc bề mặt linen tạo ra các khe hở và rãnh nhỏ trên bề mặt chậu bếp, làm giảm sự tiếp xúc trực tiếp và ma sát giữa vật liệu và các vật cứng khác, giúp tiết kiệm thời gian và công sức trong việc dọn dẹp hàng ngày. Chống xước hiệu quả trước các vật dụng sắc nhọn như dao, nồi, chảo hay ly. Bề mặt dập nổi sẽ giúp phân tán áp lực và chấn động, hạn chế làm chảy bề mặt chậu khỏi những vết xước không mong muốn, từ đó duy trì vẻ đẹp và hiệu suất của chậu bếp lâu dài. Chậu cũng được phủ một lớp nano ceramic có khả năng chống bám dầu mỡ vượt trội và chống bám vân tay. Cấu trúc siêu mịn tạo ra một bề mặt ngăn chặn sự thẩm thấu của dầu mỡ và chất bẩn vào bề mặt chậu bếp vô cùng hiệu quả. Chậu được áp dụng những công nghệ sản xuất tiên tiến với chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn hoàn thiện cao như công nghệ ép khuôn liền khối. Đây chính là đột phá sáng tạo trong ngành sản xuất. Với phương pháp này, Kruger đã tạo ra chậu rửa từ một mảnh vật liệu Bosco 304 duy nhất, không có mối hàn hay kết nối và tạo ra một cấu trúc vững chắc, đảm bảo an toàn trong suốt quá trình sử dụng. Công nghệ chống ồn nhằm giảm tiếng ồn gây ra khi rửa bát hoặc sử dụng nước trong chậu nhờ vào lớp đệm cao su được đặt dưới chậu bếp. Điều này sẽ tạo ra một môi trường yên tĩnh và êm ái, giúp giảm căng thẳng và tạo ra một trải nghiệm sử dụng thoải mái. Công nghệ chống ngưng tụ hơi nước với lớp sơn chống ngưng tụ sẽ tạo ra một bề mặt không thấm nước, ngăn chặn sự hình thành và tích tụ nước dưới lòng chậu. Đây chính là cách giữ cho khoang tủ của quý khách luôn khô ráo và tránh được nguy cơ ẩm mốc. Ngoài ra, bộ lọc rác và siphon quát nước thế hệ mới là hai phụ kiện không thể thiếu khi sử dụng chậu bếp Kruger. Bát rác tối ưu 3 lớp với khả năng lọc triệt để, giữ lại toàn bộ cặn bẩn và thoát hết nước, chống tắc nghẽn, đảm bảo cho hệ thống thoát nước vận hành trơn tru, giữ cho chậu bếp luôn khô thoáng, sạch sẽ. Siphon thế hệ mới có kích thước lớn nhất thị trường hiện nay, được sản xuất độc quyền với chất liệu PVC chịu nhiệt tốt, có lưu lượng thoát nước lớn, ngăn mùi, ngăn nước trào ngược và chống côn trùng hiệu quả. Chọn chậu rửa chén chưa bao giờ dễ dàng đến thế với Khánh Vi Home. Nhấn ngay vào link bên dưới để nhận được mức giá hấp dẫn cho sản phẩm này cùng nhiều ưu đãi cùng đi kèm nhé. Khánh Vi Home là địa chỉ uy tín chuyên cung cấp các sản phẩm nhà bếp, phòng tắm cao cấp và giải pháp lọc nước hàng đầu. Quý khách sẽ được lựa chọn từ nhiều thương hiệu hàng đầu với đa dạng mức giá cùng những chính sách hấp dẫn đi kèm. Cam kết 100% sản phẩm chính hãng, giao hàng tận nhà nhanh chóng, lắp đặt miễn phí lúc giao hàng, đổi trả và bảo hành dễ dàng. Khánh Vi Home thêm ưu đãi, tránh lãng phí. Đồng hành cùng các đối tác thiết kế nội thất và xây dựng, liên hệ ngay số hotline 1800 646410 để được tư vấn chi tiết nhất. Nếu quý khách thấy thông tin trên là hữu ích, hãy đăng ký ngay kênh Khánh Vi Home của chúng tôi để tiếp tục nhận thêm nhiều nội dung giá trị khác.